người có tâm hồn ăn uống sẽ vì đồ ăn vặt mà liều mình như thế nào. Anh chàng người nước ngoài này vì muốn đem đồ ăn vặt vào rạp chiếu phim mà đã nghĩ ra 15 cách để đấu trí với nhân viên soát vé tại cửa. Họ muốn đem sô-cô-la vào trong rạp, thế là đã chuẩn bị một cái mũ. Anh chàng tóc trắng lấy sô-cô-la bỏ vào trong mũ, sau đó đội lên đầu, thế là đã giải quyết được dễ dàng. Nhưng David cho rằng như vậy không đáng tin cậy. Anh ấy dán một vòng tròn keo băng dính hai mặt trong mũ, sau đó đem toàn bộ sô-cô-la dán lên, cho dù có ném thế nào cũng không bị văng ra. Anh chàng tóc trắng lại cảm thấy David đang lãng phí thời gian. Lúc hai người họ đến trước cửa rạp chiếu phim, nhân viên soát vé chào họ một cách lịch thiệp. David đã kịp phản ứng, vội vã chào lại, sau đó đưa vé ra, bước vào trong một cách tự tin. Tiếp theo nhân viên soát vé lại tiếp tục chào anh chàng tóc trắng. Anh chàng tóc trắng miễn cưỡng còi mũ xuống, toàn bộ sô-cô-la rơi ra. Xem ra vẫn là cách của David tốt hơn. Lần này họ muốn đem snack khoai tây vào trong. Anh chàng tóc trắng chuẩn bị một chiếc áo rộng rãi, đem toàn bộ snack dán lên người thì sẽ không bị dễ dàng phát hiện. Còn David thì mặc quần áo búp bê, không gian bên trong rất lớn, có thể để rất nhiều snack khoai tây. Nhưng mà béo như vậy, đến cửa lớn cũng không thể vào. Anh chàng tóc trắng chỉ có thể giúp David một chân. Nhân viên soát vé sau khi nhìn thấy hai người họ, liền đến ôm một cách nhiệt tình. Không ngờ lại nghe một âm thanh khác. Anh chàng tóc trắng bị nhìn thấu, đành chán nản bỏ đi. Còn David lại lừa được nhân viên soát vé, chỉ là cái cửa này quá nhỏ, David bị kẹt lại. Bọn họ lại muốn mang hot dog vào trong, hơn nữa còn nghĩ ra một cách hay. Anh chàng tóc trắng dùng sợi dây thép để sâu xúc xích với bánh mì lại với nhau, gấp thành hình con chó, ngụy trang thành đồ chơi. Còn David thì lấy chuối làm thành đồ chơi khủng long. Hai người rất tự tin, nghênh ngang bước vào trong, xem đồ chơi mẹ tôi mua có đáng yêu không. Không ngờ nhân viên soát vé lại mắc lừa, cho anh chàng tóc trắng vào trong. Còn con khủng long của David vừa nhìn đã biết tổng tịch thu nó. Ánh mắt của nhân viên soát vé này thật sự rất tốt. Lần này đồ ăn vặt họ muốn đem vào là bánh quy wafer. Với thể tích dài như vậy nhất định phải nghĩ ra một chiến lược khôn ngoan. Anh chàng tóc trắng quyết định hy sinh bó chân của mình, David thì quyết định bó tay mình lại. Hai người giả là người bệnh. Nhân viên soát vé lo lắng hỏi họ làm thế nào lại ra như nông nổi vậy. Một người thì nói tôi đã đánh gãy chân anh ta, người còn lại nói tôi đánh gãy tay anh ta. Hai người phối hợp rất ăn ý, không hề lộ ra một chút sơ hở, thành công lừa được nhân viên soát vé. Xem ra họ rất hài lòng với cách này. Lần này thứ muốn đem vào là đồ uống. David chuẩn bị một ống ruột gà, một đầu để vào trong chai, cuốn nó lại, sau đó buộc vào chân bàn, còn đầu còn lại sẽ lén đem vào trong. Trong đó có thể hút được coca. Anh chàng tóc trắng thì chuẩn bị một cái gối bơm hơi, dùng ống nước cho coca vào trong, đến lúc đó có thể uống coca thoải mái. Sau khi làm xong, hai người giả vờ điềm tĩnh đi vào. David nắm chặt ống ở bên, nhân viên soát vé không phát hiện điều gì khác thường, liền để họ vào trong. Nhưng còn cái ống bên ngoài này là cái quái gì vậy? Lúc này David đang hút coca, nhân viên soát vé lần theo manh mối để tìm ra ngọn nguồn, phát hiện ra chai coca. Nếu bạn đã thông minh như vậy thì tôi phải thưởng cho bạn một chút. Sau đó đem coca đổi thành nước muối. David suýt nữa bị mặn mà chết, nhưng họ vẫn không nản lòng. Lần này họ muốn đem kẹo vào. Họ tìm một chiếc áo liền quần của trẻ sơ sinh, bỏ đầy kẹo, sau đổ giặt quả bóng lên trên, dán một bức ảnh lên, biến thành một đứa con của David. Lúc nhân viên soát vé nhìn thấy, ngay lập tức bị vẻ ngoài đáng yêu gây choáng. Anh ấy chuẩn bị ôm đứa bé, không ngờ David lại căng thẳng và không giữ chặt được, kẹo rơi xuống đất. Nhân viên soát vé tức giận, bảo họ nhanh chóng rời khỏi. Lần này họ cứng rắn hơn. David đội một cái mũ lên đầu, ở trên dán băng keo hai mặt, đem giải kẹo dẻo từng cái dính lên trên. Bạn khỏi phải nói, không quan sát tỉ mỉ thì không thể nào nhìn ra được. Còn anh chàng tóc trắng thì dán kẹo bông lên mặt, biến thành một ông già râu trắng. Anh ấy run rẩy bước vào, mùi thơm đặc biệt của kẹo bông gòn ngay lập tức bị nhân viên soát vé phát hiện, liền đuổi anh chàng tóc trắng ra ngoài. Còn David thì một chút cũng không bị phát hiện, lại thành công lừa được lần nữa. Lần này họ muốn đem kẹo cầu vồng đổ vào trong khẩu trang, sau đó đeo khẩu trang vào, dường như không có chuyện gì bước vào trong. Nhìn thấy khẩu trang của họ phồng lên, nhân viên soát vé rất hiếu kỳ tháo khẩu trang của David, phát hiện ra kẹo cầu vồng, còn anh chàng tóc trắng không có gì. David rất nghi ngờ, không phải hai chúng ta đều bỏ kẹo vào trong khẩu trang sao? Anh chàng tóc trắng nói tôi đã ăn hết giữa đường. David đột nhiên cảm thấy rằng bản thân đã bỏ lỡ 100 triệu, thật là một cách kỳ lạ để giấu đồ ăn vặt. Không biết các bạn trước màn hình đã từng làm qua chưa?